Chào mừng các bạn trở lại với kênh Bùm Vô Blog nha. Rồi, ok các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review cái update mới ha. Trong đó nó có cái gì đây? Đây, tập 69 phần 2. Có một cái con tướng mới là cái con Mythic Last Laser Cameraman. Con này thì chúng ta sẽ summon ở trong này nha các bạn. Các bạn lựa cái thời gian nào mà nó reset á, có nó thì các bạn tiến hành dùng vàng để summon ha. Cái con thứ hai là cái con Speaker Repair Drone. Con này là exclusive. Con này thì cái chức năng của nó giống như con Medic hoặc là cái con Camera Repair Drone đó. Nhưng mà cái con Speaker Repair Drone này thì nó có một cái điểm đặc biệt hơn. Đó chính là nó có thể di chuyển 50 từ ra nè các bạn thấy không? Quốc rang di chuyển từ 25 cho tới 50 à, nó sẽ mạnh hơn cái con Camera Repair Drone. Đây cái con Camera Repair Drone bầm cũng có nè. Con này nè ha, nó không có di chuyển mà cái rang của nó là từ 10 tới 40. Tiếp theo là con Dual Bass Speakerman. Con này là con Legendary. Chúng ta nhìn ba cái con tướng mới đây. À, hay không thấy đẹp trai không? Đẹp trai, các bạn biết con này là con gì đúng không? Last Laser Cameraman đây. Con này đó. Còn con Speaker Repair Drone thì nó đây. Nhìn đây. À, khuôn mặt ở đây. Ủa quên, nó làm gì có khuôn mặt mày bạ tao lao ha. Đây nè, con này nè, Dual Bass Speakerman, nó là cái phiên bản nâng cấp của cái con Bass Speakerman này nè các bạn. Con Bass Speakerman này bùm đánh giá là một cái con Epic nó chưa có mạnh, thì không biết là cái con Legendary mới này nó có mạnh hay không, thì bùm chưa gacha nó ra được, cho nên đấy là chắc là để video sau đi rồi bùm sẽ review nó sau ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung chúng ta review cái con Last Laser Speakerman. Tiện đó thì bùm chắc là bùm sẽ mua luôn ha các bạn. Bùm sẽ mua luôn cái con Speaker Repair Drone để mà review cho các bạn xem là nó có đáng tiền không, chúng ta có nên bỏ ra 299 Robux để mua hay không. Thì ngoài ra thì nhiều khi ở trên webshop của bùm nó cũng sẽ có bán trong thời gian tới để các bạn biết là có nên mua nó không ha. À quên, nếu mà xài cái con Last Laser Cameraman thì bùm nghĩ là vẫn phải có con Santa TV Man để mà mình farm tiền nha. Thôi không để các bạn lợi đâu, chúng ta vào luôn nha. Không quảng cáo, lần này không được quảng cáo. Bumroblox.net, shop bán unit toilet tower defense cực kỳ uy tín. Ôi cái con này tầm đánh xa nha các bạn, con Last Laser Cameraman này nè, tầm đánh nó xa ghê nha, mà đặt xuống 450 mà tầm đánh như vậy là ok lắm nha. Bùm đầy đủ tiền rồi bùm đặt nè, qua quay thứ sáu lẹ đi, tao đặt xuống đâu gì nhiêu coi. Đó, các bạn thấy không? Bắn cái hỏa màu đỏ đẹp quá trời coi nè. Review bên ngoài đi rồi chắc bắt đầu review sức mạnh sao. Đẹp trai. Nói chung là đẹp trai dữ nghen. Ngồi coi sức mạnh coi. À, đam 200 tầm đánh 30 ở level 1, cooldown 0.25. Phải dùng cái từ gì các bạn biết không? Tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Ôi sao mà có cái con mà ngon dữ vậy nè. Các bạn thấy không? Level 1 ngon quá. Cô bánh kìa. Ui tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn. Rồi giờ chúng ta up nó lên level 2 nha. Lên level 2 là 1.500 tiền. À lúc này đam là 750, tầm đánh 35 và cooldown là 0.25 giây. Ngon. Với lại hồi nãy các bạn thấy bùm hình như là bùm chưa nói cho nên là các bạn chưa nhìn rõ. Đợi con này nè, hình như là nó đỡ được đòn đánh đó các bạn. Đầu đi qua coi. Rồi chết luôn rồi, lấy gì mà review. Mày đi vô đây đi rồi tao review cái cối. Các bạn ơi, đợi có cái con nào nó nhảy vô đây nó quánh con này nó tuôn để mà bình bùm review về cái việc mà nó chống được cái tuôn em mà không review được luôn, tại vì nó quá mạnh các bạn. Nó quá mạnh rồi. Thôi thì các bạn tự hiểu nó là nó có thể chống được tool nha. Chống được một vài cái đòn tool nào đó từ những cái con toilet đó. Bây giờ chúng ta up nó lên level 3 nè. Đam lúc này là 1.400 và tầm đánh là 40. Quá đã luôn các bạn. Phải nói là quá đã luôn. Và cooldown của nó chỉ có 0.2 giây thôi. Đép tuyệt vời luôn chứ không phải là đép kiểu bình thường đó. Ai tiếp theo nha. Từ level 3 lên level 4 chúng ta cần 5.000 tiền để up nó. À lúc này đam nó không thay đổi, nhưng mà cái tầm đánh nó đã tăng lên 50 rồi. Hiểu không? Max level là tầm đánh lên 50 nha các bạn. Xa quá xa luôn. Trời ơi, nó ngon gì ngon trời. Cooldown có 0.1 giây, nghĩa là mỗi giây nó đánh 10 cái, mỗi cái 1.400 đam, là tổng cộng là 14.000 đam mỗi giây. Tuyệt vời luôn các bạn. Nói chung là cái con này là một cái con mythical mà bùm đấy là Talent Rig, gọi là đã, gọi là
cải thiện nhiều hơn ở những cái update nha. Những cái update gần đây các bạn, ngoài cái con là Frog DJ Speakerman ra đó, thì Bùm thấy là những cái con sau này nó không được mạnh. Kể cả những cái con mua bằng robot đó, nó cũng không được mạnh. Riêng cái con này nha, một cái con Summon chỉ cần up đến level 4 thôi mà 14.000 đam mỗi giây, và nó có cái hiệu ứng chống tool nữa các bạn. Bây giờ các bạn thấy không, ở quay thứ 20 nè, các bạn thấy là đợi dưới con nữa nè, Bùm đã farm được mát 3 con Santa TV Man luôn rồi. Đó, coi như là cái con này gọi là xây ghẻ ức rẻ mà mạnh. Bây giờ thì không có làm cái việc gì ngoài cái việc là xây thêm nữa. Ôi ôi, nó mạnh quá mọi người ơi, tuyệt vời quá. Nọ thấy không, nọ chấm tuần hai lần rồi đó, nọ chấm tuần được 3 lần đó. Quánh thêm cái nữa đi, để tôi biết coi. Bạn ơi, nè, tao yêu cầu mày quánh tao đó, chứ tao không có yêu cầu mày đi. Bây giờ mày quánh tao đi để tao review. Không chịu quánh nữa, thiệt tình luôn á. Cái lúc mà kêu không quánh thì nó quánh, còn cái lúc mà kêu nó quánh thì nó không quánh. Không hiểu nữa sao, ngộ kỳ lạ. Nhưng mà thôi, biết nó chống tuôn được trên 3 lần rồi đó các bạn, chắc chắn rồi đó. Rồi 1 nè ha, 2 nè ha, 3. À, chỉ 3 lần thôi nha các bạn, không có lần thứ 4 đâu nha. Lần thứ 4 là nó bị tuôn. Quên nữa, mình vẫn còn cái con camera Riberon đúng không? Ủa, con speaker Riberon đó. Để chút nữa đi, Bùm gọi là Bùm xây kiểu giống như là nếp ổn ổn rồi đó. Bùm bắt đầu Bùm test cái con đó luôn cho các bạn xem ha. Nó là nó đi được nha các bạn, nó di chuyển được nha. Chắc là nhìn nó sẽ thú vị lắm đó. Không, nhưng mà bây giờ quan trọng vẫn là làm sao cho chúng ta đép được đi cái đã. Ok chưa. Đó, vô lên luôn. Nếu mà nói là nó mạnh thì Bùm cũng đã nói nãy giờ nó mạnh rồi. Tuy nhiên Bùm nói cái điểm yếu của nó cho các bạn nghe nè. Nói rất nhiều video nhưng mà video này vẫn phải nói lại là những cái con mà đánh đơn mục tiêu trong cái meta này đó các bạn, nó không còn là những cái con gọi là quá mạnh nữa nha các bạn. Bởi vì là máu của những cái con toilet đó, bây giờ nó đã được nâng cấp lên rất nhiều lần rồi. Những cái con mà mạnh nó bây giờ đã tính bằng 500,000 máu, 1,000,000 máu rồi. Cho nên đơn mục tiêu bây giờ nó không còn là meta nữa. Dù nó có mạnh như vậy đó, nhưng chắc chắn một điều, nó sẽ không bằng được một số cái con mai thích mà nó có hiệu ứng rồi làm chậm, hoặc là hiệu ứng gọi là đánh splash đó các bạn, là đánh ra viên đạn xong rồi nó đánh lan trên cái viên đạn đó, hoặc là đánh lan gọi là trực tiếp luôn. Thế thì nó sẽ không bằng được những cái con đó đâu ha. Chúng ta không thể hy vọng nó được nó bằng những cái con như vậy đâu. Tuy nhiên cái con Mythical này thì Bùm đánh giá nó sẽ thua 2 con thôi. Cái con thứ nhất đó chính là cái con Jeff TV Man. Cái con thứ hai là cái con Upgraded Titan Camera Man. Còn nha, nếu mà xét trên những cái Mythical còn lại đó thì Bùm đánh giá là nó hay hơn, nó mạnh hơn. Và các bạn thấy không, dễ sử dụng, rất dễ sử dụng. Xây và up quá rẻ chứ không phải rẻ luôn. Để xây cái con nữa lên rồi review lại lần nữa. Up nè ha, level 1 lên level 2 chỉ 1,500 tiền, level 2 lên level 3 chỉ 2,500 tiền, level 3 lên level 4 level max đó, 5,000 tiền, tổng quá trời ít luôn. Dễ sử dụng cực kỳ luôn các bạn ơi, thấy không. Bây giờ là mới quay thứ 31 là Bùm có ở đây tổng cộng là 10 con rồi đó. Thấy chưa. Và như vậy thì là chúng ta có thể là dễ dàng chúng ta sử dụng nó, kể cả khi gì, kể cả khi mà chúng ta không có được những cái con farm tiền mạnh. Farm tiền mạnh là con Santa TV Man, là con farm tiền gọi là tốt nhất rồi đó các bạn. Bạn sử dụng Pumpkin Farmer, hoặc thậm chí nha, bạn sử dụng con Scientific Camera Man, các bạn vẫn có thể sử dụng tốt con này luôn. Nó là cái lợi điểm của cái con này. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đúng chưa? Không tuyệt vời gì nữa. Rồi các bạn, ở quay thứ 36 thì Bùm xây cái con này lên nữa nè. Bùm xây luôn con này nữa là chúng ta có tổng cộng 14 con LED Laser Camera Man rồi ha. Thế thì ở chúng ta bán con Santa TV Man cuối cùng để mà chúng ta review tới cái con sửa chữa ha. À, các bạn thấy không? Các bạn thấy sửa chữa không? Đây, Bùm chỉ cho các bạn. Cái RAM này là cái RAM đứng tại chỗ nha các bạn. À, là cái đứng tại chỗ, một cái vòng tròn này là vòng tròn 5 giây thôi. Và cái cooldown để mà nó sửa chữa là 2 giây ở level 1 ha. Đúng 2 giây ở level 1. Nhưng mà nó có thể di chuyển ở cái vòng ngoài này nè các bạn là 25. Ok chưa? Và nó có thêm một cái chỉ số mới, đó chính là chỉ số Warp Speed.
Có nghĩa là tốc độ di chuyển đó các bạn. Giờ bầm up lên level 2 nè. Lúc này Ran đã lên 7, cooldown về còn 1.5, hồi nãy 2 đúng không? Giờ 1.5 và cái work Ran nó đi xa hơn nè. Và cái work speaker nó cũng tăng lên. Rồi up lên level 3. Ran 9, cooldown 1.25, work Ran 35 và cái tốc độ di chuyển là 10. Rồi up tiếp lên level 4 1000 tiền ha. Ran tăng lên 11, cooldown về còn có 1, work Ran thì vẫn giữ giống như level 3 và work speed của nó là 12. Con này thì nếu mà nói về cái khả năng sửa chữa của nó đó thì nó sẽ rất thuận tiện nha các bạn. Tại sao thuận tiện? Là bởi vì up ở những cái level đầu tiên đó, các bạn có thể là đã có thể bao trọn được tất cả những cái unit mình rồi chứ không cần phải up lên level cao. Nó bao được rồi, đúng không? Thế thì các bạn up level cao để làm gì? Để đảm bảo là cái cooldown của cái việc mà giải cái hiệu ứng chấm tôn đó nó sẽ giảm xuống. Thay vì là 2 giây nó sửa được 1 lần, thế thì bây giờ còn có 1 giây. Bây giờ chúng ta up lên tiếp nè. Ran 13, cooldown 0.8, work Ran 40, work speed 15, 13. Nhưng mà nha các bạn, đối với cái con này nè, up nó không có rẻ nha. Các bạn thấy không? Nó từ level 5 nó còn lên level 6, nó còn tới 4.000 tiền nữa. Bùm up lên luôn nè các bạn. Mát rồi đó. Ran 14, cooldown 0.5, nghĩa là 1 giây nó có thể giải 2 lần hiệu ứng chống stun. Và cái work Ran lúc này nó đã là 50, nó bằng luôn cái con này, con Lab Laser Cameraman ha. Và cái work speed của nó 15 và bùm, nãy giờ bùm vẫn chưa thấy nó di chuyển nữa các bạn. Các bạn có nhìn thấy cái vấn đề là nó chưa di chuyển cho bùm xem luôn không? Sao kỳ lạ vậy ta? Đây rồi nè, nó thấy tôi nó ra, nó di chuyển ra đây, cái nó giải cho cái con này ha. Con nào bị tôi nó đi ra nó giải di chuyển. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với lại cái điểm yếu của nó ha. Thế thì khi mà nhiều tiền giống như vậy đó là chúng ta sẽ hơi khó trong cái việc là up nó lên max. Tuy nhiên là vì cái hiệu ứng giải stun của nó tuyệt vời giống như vậy á, hoàn toàn nó có thể thay thế con Medic và nó hoàn toàn nó thay thế con Camera Repatron, bởi vì nó mạnh hơn, ngon hơn rất nhiều luôn, chứ không phải ngon hơn nhiều nha các bạn. Và thay vì chỉ xây được một con Camera Repatron thì nó xây được tới 2 con, nghĩa là các bạn có lỡ bị stun quá nhiều đó, các bạn hoàn toàn có thể xây 2 con. Mà khoan các bạn ơi, nó đi sâu quá ha, chúng ta tắt auto skip đi. Ơi, nó đi sâu quá vậy ta. Để bùm giải quyết xong cái đống này cái chúng ta mới auto skip lại nha. Rồi, vậy thì là trả lời luôn cho những cái bạn đang thắc mắc nha. Con Mythic mới, con Last Laser Cameraman không thể đi qua cái map Norpol này theo cái trạng thái gọi là auto skip từ đầu đến cuối. Đó, trả lời luôn, khỏi test, các bạn gọi là khỏi test, bùm trả lời luôn rồi đó, hay không? Nó lọt rồi đó các bạn. Bùm nói rồi, nãy bùm nói rồi đúng không? Tuy là nó mạnh nhưng mà nó đang bị out meta. Ở chỗ là những cái con mới nó ra đó, nó nhiều máu mà nó ra một lần quá trời nhanh, cho nên là chúng ta không thể là auto skip từ đầu tới cuối được. Ok chưa? Rồi đó, vừa có cái con tướng mới là cái con Last Laser Cameraman là bùm tiến hành review liền cho các bạn. Còn cái con còn lại đó là con Dual Bass Pickerman đó các bạn, thì cái thời gian mà gọi là để mà summon ở đây nó chưa xuất hiện, cho nên là bùm rất muốn là review các bạn trong video này luôn, nhưng mà chưa được thì hẹn các bạn ở video sau ha. Để mà không bỏ lỡ cái video đó thì các bạn nhớ like, nhớ đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì bye bye.